First water lily emerges. Lại một trận đấu đi đường giữa. 10 seconds later. Ơ kìa, sao nhìn tin tôi nó hơi bất ổn thế nào anh em nhỏ? Cái thế ông nào đi rừng? À, chắc là ông Moscow đi rừng anh em ạ. Chắc thế không? Phải ông ta? Ủa, đừng đùa ông ơi. Sao lại 3% thế kìa? Kìa ông ơi, dừng đâu rồi? Ôi vãi lít rồi. Cái team này nó bất ổn quá ông ơi. Để chị, bởi vì là Karina đã lên bảng điểm số, cho nên là mỡ ở đây sẽ ăn đi cho mình. Đó là cái con bùa tím đến từ vị trí của Karina rất nhanh chóng anh em ạ. Đấy, farm rừng gọi là không hề thua thiệt một vị tướng nào cả. Cướp rừng nó cứ phải gọi là thầm sâu anh em ơi. Ok, để xem nào. Lại tiếp tục cướp rừng. Ôi trời ơi, cướp rừng team bạn như đúng rồi, đến từ Kaiser đi rừng. Đấy, các ông thấy không ạ? Đôi khi nhiều khi cái tình thế nó ép mình vào trong những cái hoàn cảnh hiểm nghèo, nên là cái khả năng cướp rừng của tôi kinh khủng lắm anh em ạ. Petals unfold, perfume waft, and here I finally rise and bloom. Hey yo, what's up? Xin chào anh em đã quay trở lại với Thế Giới Mobile Legends ở channel của Tomo. Và chị đẹp Kagura, như anh em đang nhìn thấy, tích thủy hào hoa, một trong những cái skin đẹp nhất của cô nàng Kagura này, và một cái trang phục được ví như là Jisoo của Blackpink anh em ạ. Jisoo của Blackpink, đây chúng ta gọi là Jisoo của Mobile Legends đi. Đấy, nhóm nhạc hấp hướng anh em. Thì đã được mở sử dụng ở trong cái video clip này. Tuy nhiên là nó phải làm cái con ca gư đi đường giữa anh em ạ. Tôi cũng chả hiểu tại sao nữa, khi mà mỡ biết được rằng là ở trong cái trận đấu rank cao ấy, thậm chí là có người tranh rừng đồ các thứ cái kiểu, nhưng mà ở trong cái trận đấu rank sử thi cũng như là huyền thoại như thế này, thì mỡ cho rằng là ở thời điểm hiện tại có lẽ rằng người chơi họ thích cái việc cầm một cái vị tướng xạ thủ hơn là một cái vị tướng đi rừng, cho nên trận đấu này là 3 cái phân chân đến từ Mã Sa, đến từ Lẻ Slay, lấy đây anh em, lấy và đến từ mốt cốp. Đấy, trận đấu này không ai đi rừng cả, và thậm chí là đường giữa bây giờ mốt cốp anh ta cũng sẵn sàng ra đường giữa hit được mình luôn, anh ta không thèm vào rừng anh em ạ. Cho nên là ôi dồi ôi, cái gì cũng đến tay anh em ạ. Và như vậy là mợ cũng đã phải cầm vị tướng Kagura này đi rừng anh em ơi. Và rất may là trong cái trận đấu này có sự trợ giúp đến từ vị trí của Grok, cho nên mỡ farm là tương đối nhanh. Mỡ cũng không nghĩ là farm nhanh đến là như thế này đâu anh em ạ. Grok dựng tường đẹp, và sau đó là một cái tình huống để ô đến từ vị trí của mỡ, và mỡ phối hợp với cả Ricardo Milos ở Việt Nam có được cho mình đó là cái mạng đầu tiên ở trong cái trận đấu này của mỡ anh em ạ. Và sau khi mà có combo chiêu cuối thì lên đường trên sẽ làm cái tình huống 1-3-1 hay 3-1 nha. 1-3-1, ôi dồi ôi, mới chỉ 1-3-1 thôi là mỉ giá đã bay màu rồi. Thật ra là nói thật với em anh em là cái con ca hư này là một trong những cái vị tướng pháp sư theo thiên hướng giao tranh đầu game và đẩy đường. Cho nên là nếu như mà anh em có bảo là tại sao con này level 4 mà nó khỏe thế, đúng, level 4 cái khả năng dồn combo của ca hư là rất khỏe. Nhưng chỉ có điều là mỡ chưa bao giờ sử dụng cái vị tướng này đi rừng anh em ạ. Cho nên là mỡ cũng chả biết chơi kiểu gì luôn. Rồi anh tay của ca hư thì về cơ bản là cũng là ổn, không đến mức quá tệ. Nhưng mà nếu mà bảo vị tướng này đi rừng một mình thì nó hết hồn lắm anh em ơi. Rất may là có sự trợ giúp đến từ vị trí của Grok. Anh chàng này giúp mỡ là tương đối nhiều, anh ta hút nhưng không hất tung đi được, đó là cái vị tướng Sicilian. Anh ta một mạch chạy thẳng về nhà, anh ta thoát khỏi cái combo của mỡ luôn anh em ạ. Thôi, tiện đường công tác chắc là lấy đi cho mình đó là cái con bùa tím này nha, không biết là có kịp không, nhưng mà mỡ nghĩ là mỡ sẽ cần phải bỏ cái con bùa tím này, bởi vì ở đây là có cái vị tướng Jin. Anh ta đang có những cái tình huống gọi là ở trong cái nhân dạng Lie, và anh ta đang dùng sát thương lên mỡ, nhưng không có một chuyện gì xảy ra với mỡ cả. Và sau khi mà một cái quá trình ở đây, đó chính là cái việc gọi là đi ganh, thì mỡ lại về phần rừng của mỡ ăn một lúc hai búa. Ôi sổ ơi, game này nó quá dễ anh em ạ. Ôi công thích tôi đi rừng gì, tôi đi được, thậm chí là tôi còn ăn cả hai búa được cơ. Ôi, tốc độ ăn rừng có thể nói là cực kỳ nhanh và rất là kinh khủng. Nhưng
mà tôi chả thấy cái kinh khủng đâu cả, cái mà ăn rừng lâu vờ lở anh em ơi. Rồi ôi, ăn mãi mới xong được cái con bùa đỏ trong khi đồng đội của chúng ta đang đánh nhau ở đường trên, nhưng mà tôi còn phải ăn cái con bùa tím này nữa. Đấy, đang rất là cố gắng ăn anh em thấy không ạ? Liên tục là di chuyển, chạy ra đánh bùa, chạy gần và đánh bùa là để gọi là tiết kiệm được cho mình những cái gọi là khoảng thời gian để mà mỡ nhích dần dần lên đường trên luôn anh em này. Đấy, ok, nhích lên đường trên luôn này. Sau đó nhồng lên. Đấy, ông mốt cốp ở đây đáng nghĩ ra cái con mốt cốp này đi rừng là rất ngon anh em nha. Nhưng mà chắc là bởi vì ông ý thích cầm phần chấn, cho nên ông ý cầm phần chấn ý đi đường anh em ạ. Rồi, làm cái tình huống vây hạ đi từ vị trí của Franku, mở YOLO combo lên anh em ạ. Vào, đến lại lại lên, đến là đột. 3-1 thì dĩ nhiên là không chọn là phải que rồi. Đó chính là cái vị tướng Franku. Và với cái combo vừa xong là mỡ cũng đã hỗ trợ như cho Grok thì phải, người ta có được cho mình cái mạng tiếp theo. Và mỡ lại thấy ở đây có đó là mỉ giá. Mỉ giá thì khả năng bắt hơi khó, nhưng mà không có gì là không thể anh em ạ. Đẩy ô vào để khép góc mỉ giá, sau đó là nhảy vào và dồn xem cái ô nữa. Và mạng thứ ba của mỡ trong cái trận đấu này, băng trụ là chuẩn đến từ vị trí của mỡ. Cái tình huống gọi là cố níu kéo ở đường trên, nhưng cuối cùng cố quá thì lại thành công anh em ạ, chứ không phải là cố quá thì nó lại thành quá cố. Và đứng dưới là mỡ đang thấy có một cái con rùa ở đây, và thậm chí là có cả Rina trong team này. Ôi thôi bỏ mỡ rồi, ông Moscow này lại bắt hiếng rồi. Karina nó đi vào bụi và wow, cái combo chật lất của mỡ khi mà dồn sát thương lên Karina bởi vì cô ta quá lươn. Nhưng thôi, di chuyển lên đường trên bởi vì ở đây là có Leslie bị Jin nhốt ở trong cái lâu đài tình ái. Jin ra, mỡ nhảy vào làm choáng, đẩy ô sau đó đá ô ra bên này. Mỡ thấy là cái điểm tài năng súng bái được kích hoạt nha. Đó chính là cái lý do mỡ có được cho mình, đó là cái mạng thứ tư ở trong cái trận đấu này. Ôi dồi ôi, đang định lên đường trên để thăm hỏi cái cô nàng mỉ giá một tí thì điếu nào thanh niên Franku cứ đứng lửng lững ở kia anh em ạ, cho nên là không lên thăm hỏi được rồi. Nên tổng qua mà nói là ở trong cái trận đấu này thì thay vì là đi đường giữa thì mỡ đang thấy được rằng là ok, cái em này đi đường dưới cũng ok, à, cô mất đi rừng cũng ok, tốc độ farm rừng không nên tệ bởi vì có sự trợ giúp đến từ vị trí của Grok anh em ạ. Và ở đây Kagura tịnh thủy hào hoa, một màu tím mộng mơ di chuyển lên đường trên, đẩy ô dồn sát thương, và đó là Grok cứu, đó là cái vị tướng Grok một bàn thua trông thấy. Đâu, thật ra là mỡ dồn sát thương vào con Franku. Và thật ra cái tình huống vừa xong thì cái anh chàng Grok này cũng chả cần mỡ cứu làm gì cả, bởi vì một cái điều rất là đơn giản, bởi vì anh ta quá cứng ở thời điểm hiện tại rồi. Hình như là mỡ lúc nãy vừa check đồ thì anh ta không lên đồ đam, anh ta lên đồ tanh anh em ạ. Đấy, nhưng mà anh ta vẫn rất xanh bởi vì là anh ta đang tương đối khỏe. Rồi, cái con rùa tiếp theo là thuộc về bên phía team mỡ. Đây là cái con rùa thứ hai ở trong cái trận đấu này. Và ui, mỡ nói thật với anh em là lâu lắm rồi mỡ mới cầm đến cái em Kagura này anh em ạ. Thì đáng nghĩ ra là cái tiêu đề video clip ngày hôm nay mỡ sẽ đặt ở đây là em Kagura đã bị thất sủng mất rồi. Em này đã không còn ai quan tâm đến em ý nữa rồi. Nhưng bởi vì một cái biến cố đi rừng, cho nên ở thời điểm hiện tại mỡ sẽ phải chỉnh lại cái tiêu đề là khác. Nhưng đến thời điểm hiện tại mỡ nghĩ rằng mỡ không đặt cái tiêu đề là em Kagura thất sủng, đó cũng là đúng. Bởi vì rõ ràng như anh em có thể nhìn thấy, khả năng xúc đam đến từ Kagura tính cho đến thời điểm hiện tại đang vẫn là rất khỏe. Và nếu như anh em cầm cái phép bổ trợ như là trảm sát hay là hỏa tiễn ý, thì anh em hoàn toàn đâu đó có thể có được cho mình những cái tình huống anh em solo kill ăn mạng là dễ hơn rất là nhiều. Bởi vì cái con Kagura này, cái lượng sát thương cũng như là cái ngưỡng sức mạnh của nó không hề bị tác động đến, nó vẫn rất khỏe ở thời điểm hiện tại. Với những cái tình huống dồn, nếu như anh em dồn combo chuẩn ý, thì hoàn toàn có thể hạ gục đi được những cái vị tướng bên phía của team bạn, kiểu như là xạ thủ sát thủ. Ở đây là đây xạ thủ đúng không anh em, đẩy ô này, ulti này, đẩy vào ớt bỏ mỡ rồi. Mỡ không có cái skill 2 bay lên anh em ạ, nên là mỡ không nhồng lên được. Nhưng ở phía bên này thì mỡ lại có ám sát rồi, xa thường hạ gục đi được Bia. Mạng thứ 6 của mỡ trong cái trận đấu này, mỡ sẽ để ô để mà ngăn không cho cái thanh niên gọi là trùng bay lắc còn cắn đó là Grok của mỡ nữa. Nhưng mà ở đây là Jin anh ta đưa mỡ vào lâu đài tình ái, nhưng mỡ đang cố gắng chạy. Bye, ơ cái gì, đuổi ai đấy, ông ý định đuổi tôi á hả? Jin đuổi mỡ, nhưng sau đó Jin không hạ gục được mỡ trong 8 giây và mỡ chui ra khỏi cái lâu đài tình ái của Jin. Mà cái tấm thân này vẫn còn rất là tring tring anh em ạ. Ok, để xem nào, cái trận đấu này nó sẽ diễn ra là như thế nào đây. Chúng ta đang thấy ở đây, đó là một cái tình huống mà Franku anh ta vừa mới kéo vào bụi để mà check anh em ạ. Nhưng mà không có gì ở trong bụi cả, cho nên là anh ta không có vớ được ai. Nhưng ở đây mỡ lại bớ được Mia. Mia mặc dù có được cho mình đó là cái ultimate dạng ẩn thân, dạng tàng hình, nhưng mà cái combo của em Kagura này là combo không quan tâm đến việc cái địch tàng hình hay là tàng hòm hay là tàng cái gì đó đấy, ngoại hổ tàng long, mà chỉ cần dồn sát thương ở trong phạm vi đó là ăn hết. Nên là mỡ có được cho mình đó là cái bạn thứ 7 rồi. Đứng dưới thì Masa anh ta vừa mới solo kill hạ gục đi được Nhìn, khả năng cao Nhìn đưa Masa vào lúc này tình ái, nhưng mà cái con Masa này có 3 thanh máu thực là rất cứng cho nên là không làm gì được cả. Và ô một cái tình huống ăn cái con rùa lẻ đến từ vị trí của đó là Karina. Ôi rồi sao cái con
cái con CC liền nó chạy một mạch thẳng tắp ở phía bên kia ta. Đánh nhau xong rồi mà. Rồi thôi không sao anh em ạ. Bởi vì là Karina đã lên bảng điểm số, cho nên là mỡ ở đây sẽ ăn đi cho mình. Đó là cái con bùa tím đến từ vị trí của Karina rất nhanh chóng anh em ạ. Đấy, farm rừng gọi là không hề thua thiệt một vị tướng nào cả. Cướp rừng nó cứ phải gọi là thật sâu anh em ơi. Và phía bên này thì ôi mỡ combo hơi chậm. Tốc biến từ vị trí của Sicilian. Ở đây mỡ đẩy ô Grog, anh ta đang đứng giữa vòng vây của ba thành viên team bạn. Và anh ta rút được mỡ có đưa cho mình, đó là cái mã rừng thứ 8 trong cái trận đấu này rồi. Đi rừng vẫn đang là rất là xanh, con nhà bà 9 đến từ vị trí của Kagu anh em ạ. Mặc dù tôi chẳng biết là cái con Kagu này đi rừng liệu rằng nó có khỏe hơn đi lane không, nhưng không biết là anh em cho rằng là cái con Kagu đi rừng liệu rằng nó có khỏe hơn đi lane không, thì đừng quên để lại cho mỡ gọi là một like và một đăng ký kênh khi mà anh em xem được một cái video clip tấu hài này anh em nha. Ok, để xem nào. Lại tiếp tục cướp rừng. Ôi trời ơi, cướp rừng team bạn như đúng rồi, đến từ Kagu đi rừng. Đấy, các ông thấy không ạ? Đôi khi nhiều khi cái tình thế nó ép mình vào trong những cái hoàn cảnh hiểm nghèo, nên là cái khả năng cướp rừng của tôi kinh khủng lắm anh em ạ. Và đây này, ôi ôi, tôi đang muốn tìm cách gọi là ui bị dí đông quá anh em ạ. Phía trước có người, bên trái có người, bên phải cũng có người luôn, đó là bộ ba Karina, Sicilian và Jin. Tôi không chạy nổi anh em ạ, đã phải lên bảng điểm số mất rồi. Và ở thời điểm hiện tại đang là phút thứ 10, team bạn họ vẫn đang thua rất nhiều mạ hạ gục. Nhưng bằng cách nào đó, cái linh cảm trong mỡ vẫn cho rằng là team bạn vẫn hoàn toàn có thể có được cho mình những cái tình huống họ lật kèo được anh em ạ. Và ở đây là mỡ đang thấy này, có đó là nhìn này, anh ta núp bụi này, anh ta đang muốn tránh cái lượng sát thương đến từ Grog, nhưng thêm đam bồi vào đến từ vị trí của mỡ. Và mạng thứ 9 của mỡ ở trong cái tình huống vừa xong, mạ hạ gục của mỡ vẫn đang đuổi rất là gắt so với những cái thời gian anh em ạ. Đấy, lần này là mỡ đi ki về ki Việt Nam, cho nên là khả năng cao mấy cái bạn này, mấy bạn ấy cũng biết mỡ. Nhưng mà tầm này chắc là mấy bạn ấy cũng đoán thôi, chứ mấy bạn ấy không biết đâu anh em ạ. Tầm này chúng ta cứ im ỉm nha, anh em thấy không? Đâu đó cái lượng người chơi ở Việt Nam thời điểm hiện tại khi mà chơi cái tựa game Mobile Legends này thực sự là nó không còn quá nhiều như ngày xưa nữa. Cho nên là bây giờ chúng ta sẽ cần phải có được cho mình đó là những cái tình huống gọi là lé lé. Không, bây giờ để mà họ biết thì họ đi tìm mình, họ săn khổ lắm cơ ông ạ. Để xem nha, tình huống này chúng ta sẽ làm gì với cả cái con lót tím này đây. Mỡ nghĩ rằng mỡ sẽ núp bụi để mà có được những cái tình huống mà đi ganh anh em ạ. Rồi ở đây, ui dồi ôi, phát hiện ra đó là Karina. Không cần đến cái trừng phạt nhưng mỡ vẫn đủ đàm hạ gục đi được xa thủ bên phía của team bạn. Và với cái thế như thế này thì khả năng cao team mỡ sẽ có được cho mình đó là cái trụ đầu tiên chăng. Chưa thấy cái trụ đầu tiên nổ đâu cả anh em ạ. Nhưng mà chúng ta đã thấy cái con lót của chúng ta đã là bốc hơi mất rồi. Và Moscow anh ta đang muốn ở đường giữa để lấy đi cho mình đó là cái trụ này chăng. Anh ta hơi tham vọng đấy. Thật ra mỡ mà là cái ông đi rừng mà kiểu đang vật lý là mỡ cũng hút cái trụ đường giữa rồi anh em ạ. Mà không hút được, nhưng mà mỡ lại hút được Emilia đây. Không cần phải nhìn vào kết quả combo của mỡ, chỉ cần cái ô đầu tiên của mỡ để được trúng vị trí của Mia là Mia sức mật lợn rồi anh em ạ. Trụ đầu tiên đã được nổ một cách rất dễ dàng. Rock anh ta đang đứng ở đường dưới, ui tình huống kéo anh đi vị trí của Franco, nhưng không có chuyện gì xảy ra cả. Đường dưới đang được đẩy ở đây sẽ là bị lấy đi đến từ vị trí của Moscow, kèm theo đó là Grog. Và ở đây là Franco, anh ta đang cắn lấy Grog. Anh ta nghĩ được rằng anh ta hạ gục đi được Grog, nhưng câu trả lời ở đây là anh ta tưởng bở mất rồi. Mỡ sẽ là đẩy ô cái nhẹ hạ gục đi được đó là Franco, mạng thứ 12 của mỡ trong cái trận đấu này. Và anh em hãy nhìn kìa, có con Karina nó ra kìa. Giải tán cơ hội anh em ơi, giải tán cơ hội nha. Té anh em ơi, để xem nào. Ủa, trên mỡ con Karina đi tìm mỡ. Ủa rồi, nó đi tìm cái công ơi. Thôi, đừng tìm tôi nữa, tôi có làm gì đâu. Nãy giờ anh em mình cũng chỉ là như những cái người giữ ngược lối thôi mà. Đây, bây giờ lúc nãy ông bắt nạt tôi đúng không? Ông bắt nạt tôi lúc nãy đúng không? Ông đuổi tôi lúc nãy đúng không? Bây giờ ông định làm sao? Sao? Ông định như thế nào? Này thì đuổi tôi này. Đấy, nếu như ông không đuổi tôi, nếu như cái khoảnh khắc người giữ ngược lối đấy chúng ta không gặp nhau, thì làm gì có chuyện ông bị hạ gục. Thà là ông gọi là trốn đi farm còn hơn các thứ kiểu đúng không ạ? Nhưng mà Karina này hình như là không lên tanh. Bởi vì những cái tình huống đẩy ô của mỡ và Karina thì không thể có một cái hiệu ứng đến từ cái khiên thần Athena bên phía của team bạn. Và một khi mà Karina đã không lên tanh như thế này thì những cái tình huống đẩy ô của mỡ nó chất lượng lắm anh em ạ. Nó đã đẩy ô thì khả năng cao là đi luôn nguyên nửa cục anh em ơi. Và trận đấu này nó đang trôi dần về cuối game. Phút thứ 10, 13 trong cái trận đấu này rồi.
Và chúng ta vẫn đang gọi là tìm kiếm một cái cơ hội để mà có thể end the game trong cái trận đấu này. Mỡ vẫn đang có được cho mình một cái KD tương đối là xuất sắc anh em ạ. Với mạng hạ gục ở đây là 13 mạng hạ gục, một mạng phải lên mạng điểm số và 6 mạng hỗ trợ. Đây sẽ là một tình huống... Không bỏ mỡ rồi. Mỡ lại vô tình lướt chiêu đi mất rồi anh em ạ. Nhưng không sao, mỡ trả ngược lại combo. Nhìn bay màu. Nhưng mỡ cũng phải xâm mặt lợn luôn anh em ơi. Và ối rồi ôi. Bởi vì mỡ lên bảng điểm số cho nên là team bạn họ cũng ăn đi mất cho mình. Đó là cái con lót này rồi anh em ơi. Như vậy là cái trận đấu này nó chưa thể kết thúc ngay được ở đây. Bởi vì là team bạn đã ăn đi cho mình, đó là cái con lót thứ hai. Nên là cái thế đẩy nhà của họ đang là có nha. Đường giữa Grok anh ta hút rất chuẩn chỉ vào đó là Mia. Mỡ đẩy ô trúng Mia, tiếp đến nhảy lên rồi sát thương kèm theo đó là Yin. Yin bay màu luôn, cầm cho mình đó là cái quyền trợ mùa đông. Và sau đó là mỡ sẽ lùi về mạng thứ 16 mà mỡ có được trong cái trận đấu này. Và ủa cái thế này là lại là đẹp lính anh em ạ. Chưa thể end được đâu. Bởi vì cái thế lính nó đang là được cường hóa đến từ con lót. Rồi, và như vậy là cái con lót nó cũng đã là kết thúc. Chúng ta sẽ cùng đến với cái khoảng giai đoạn tiếp theo, giai đoạn phút thứ 16. Đây là giai đoạn lết của lết của lết, khi mà chúng ta đã có được cho mình đó là full đồ đến từ vị trí của cả hai team, và chắc chắn là như vậy rồi. Và bây giờ mọi nghĩ rằng chỉ cần team nào mắc sai lầm trước thì team đấy đi bụi trước thôi anh em ạ. Đấy, mặc dù cái con Mia team nó fit lòi kèn nhưng mà về lên game nó vẫn khỏe nha. Mia hạ cũng đi được đó là cái vị tướng Leslie. Và ở đây là đang tình huống gọi là giam đến từ vị trí của Jin. Nhưng mỡ đang trả đòn ở đây. Hạ cũng đi được Mia, lấy được cho mình đó là cái khiên đến từ vị trí của Franku. Và sau đó là dồn ra tướng hạ gục được cái anh chàng Franku này luôn. Ba mạng hạ cũng đã phải lên bảng điểm số. Một tình huống 1-3 đến từ vị trí của team mỡ. Và mỡ ở đây ăn đi cho mình đó là cái con bùa tím này. Để xem gọi là cái con Karina đó. Ôi! Tôi bỏ mỡ rồi. Con Karina ở đâu nó xuất hiện ra bất ngờ thế. Nó làm mỡ giật hết cả mình anh em ạ. Và như vậy là chúng ta sẽ cùng đến với những cái cái diễn biến sau khi mà mỡ hồi sinh. Nhưng mà có một cái tin vui mà mỡ nhận được ở đây. Đó chính là team mỡ họ vừa mới ăn xong cho mình đó là cái con lót này anh em ạ. Họ vừa mới ăn xong cho mình đó là cái con lót này luôn. Cho nên đây sẽ làm cái thế công nhà với 5 thành viên, kèm theo đó là một con lót để mà kết thúc trận đấu này sớm. Chứ bây giờ nói thật với anh em đã là phút thứ 18 rồi. Khoảng thời gian rất là dài. Và lót đã được triệu hồi, mang theo đợt lính được cường hóa. Ôi, đây là sai lầm đến từ vị trí của Mia này. Cô ta nghĩ được, ôi lại có con kia nó đi săn mỡ. Khổ thế nhờ. Nó đi săn hoài anh em ạ. Nhưng mà rất may có Grok anh ta cứu được mỡ một đàn thu trông thấy. Và sau đó là Mia lên bản điểm số. CC liền vả mỡ nhưng mỡ chưa bay màu. Và cái con lót này nó sẽ lừng lững đi vào, mang theo đợt lính được cường hóa. Và các ông xạ thủ ơi, bắn nhạ tôi cái chứ, tầm này tôi vào tôi chết. Tôi không có combo, tôi không có gì cả. Tôi đứng ở ngoài tôi ăn cái này tôi hơi máu. Đây rồi, có máu rồi. 700 máu cũng được. Vào này, sẽ là để ô vào thằng Franku và thằng não được anh nha. Để ô này, ulti luôn. Rồi, hạ cũng đi được Franku cái đã vào. Ôi, end game rồi anh em ạ. Hết hồn. Trên đây toàn bộ video clip mà mỡ muốn chia sẻ với anh em về Kagura đi rừng cao ngạo. Và nếu anh em thấy video clip này thú vị thì đừng quên để lại cho mỡ một like, đăng ký kênh nha. Peace.